Mình rất hay đi du lịch một mình. Trước khi Covid, mình từng đi rất nhiều nước khác nhau, mỗi nước một vài tuần. Thậm chí là mình đi cả tháng và mình chỉ đi một mình. Mình thích len lỏi vào từng con hẻm nhỏ, đứng ngó nghiêng cuộc sống sinh hoạt của người dân. Ăn thử hàng vỉa hè, đứng dưới hiên nhà nghe tiếng đàn vọng ra đâu đó. Hay đơn giản là ngồi một mình ở quán cà phê góc ngã tư và đọc xong cuốn sách. Mình chẳng cảm thấy buồn khi đi du lịch một mình đâu. Thật ra là mình cũng không có nhu cầu giao tiếp hay là tám chuyện gì nhiều. Đa số mọi thứ nằm trong đầu mình, và mình gọi đó là khoảng thời gian của riêng mình. Sau nhiều lần như vậy, mình nhận ra rằng mình thật sự rất thích sự yên tĩnh. Đôi khi chúng ta dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm sự yên bình ở đâu đó ngoài kia. Nhưng thật sự là sự yên bình luôn ở đây. Ngay lúc này, chính trong khoảnh khắc này, ngay bên trong mỗi con người của chúng ta. Chỉ vì bận rộn quá, vội vã quá, sao nhãng quá với thế giới rộng lớn ngoài kia, mà chúng ta vô tình không nhìn thấy được sự bình yên ở bên trong chính mình. Một ông thầy dạy thiền của mình từng giảng về cái tâm con khỉ, Monkey Mind. Tâm con khỉ là một điển tích mà đôi khi Đức Phật dùng để diễn tả các hành vi lo lắng, khuấy động, dễ dàng bị rối trí của một người. Nó giống như một con khỉ truyền từ cây này qua cây khác. Nó nắm lấy một cành cây, rồi chỉ buông tay ra khi nó nắm được một cành cây khác. Con người cũng như thế. Tư tưởng, tâm hoặc ý thức của họ phát sinh và biến mất liên tục, không ngừng suốt ngày và đêm. Và nếu bạn chỉ ngồi và quan sát những gì đang diễn ra trong đầu mình thôi, bạn sẽ thấy tâm trí bạn không được nghỉ ngơi một giây nào. Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết trong cuốn Tĩnh Lặng: còn sống và bước đi trên mặt đất này là một phép lạ, nhưng hầu hết chúng ta lại chạy đi tìm hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào đó, như thể là có một nơi tốt đẹp hơn để đến vậy. Chúng ta mất rất nhiều thời gian để đi tìm hạnh phúc, trong khi đó thế giới quanh ta tràn đầy những màu nhiệm. Có một đài radio đang hoạt động trong đầu ta, đó là đài NST, Non-Stop Thinking. Đài này suy nghĩ liên tục không ngừng. Đôi khi chỉ cần tĩnh lặng lại thôi là mình có thể trả lời được những câu hỏi tưởng như rất vĩ đại. Mình là ai? Hạnh phúc là gì? Mình có đang hạnh phúc? Một ngày tự nhiên trong tĩnh lặng, những câu hỏi trên trở nên nhỏ bé, đơn giản và dễ hiểu hơn rất nhiều. Yên tĩnh không hẳn là bỏ mặc xung quanh, thu mình lại một góc và ngừng liên kết với thế giới. Yên tĩnh cũng là khi mà bạn tập trung toàn bộ sự có mặt của bạn vào câu chuyện của người khác. Bạn tặng cho người đối diện sự có mặt hoàn toàn, sự kết nối và sự thấu hiểu của bạn vào câu chuyện của người kia. Tại sao chúng ta cần luyện tập sự yên tĩnh? Bởi đã bao lâu rồi chúng ta không dừng lại để ngắm vẻ đẹp của mưa rơi, của một bông hoa đang nở, hay một nụ cười trẻ thơ. Đã bao lâu tim bạn không còn rung động vì cái đẹp hay vì yêu? Nếu không có sự tĩnh lặng trong tự thân, nếu thâm tâm ta đầy sự ồn ào náo loạn, thì ta không thể nghe được tiếng gọi của vẻ đẹp ấy. Vì vậy ta không thể nghe được tiếng gọi của sự sống và tiếng gọi của tình thương. Ta không có thời gian để lắng nghe trái tim mình. Mỗi người đều có một khu rừng của riêng mình. Có lẽ chúng ta chưa từng đi qua, nhưng nó đã ở đó và sẽ luôn ở đó. Khu rừng chính là nội tâm của mỗi người, nơi mà không ai có thể chạm tới được.
nơi mà nó luôn tồn tại, dù chúng ta có trở thành ai theo thời gian. Hãy yên tĩnh để mang chúng ta về gần với chính mình, với khu rừng của mình hơn. Video này mình quay ở Hội An. Và khác với những năm trước, vì Covid mà Hội An lại quay về với sự vắng vẻ và yên tĩnh như lần đầu tiên mà mình tới đây cách đây 10 năm. Cuốn sách mà mình trích dẫn trong video này là cuốn Tĩnh Lặng, Sức Mạnh Tĩnh Lặng Trong Thế Giới Huyền Ảo của thầy Thích Nhất Hạnh. Nếu mọi người thích thì hãy mua và đọc thử nha. Hẹn gặp bạn trong video lần sau.